Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay mình tiếp tục quay trở lại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà vườn của em Diễm Trinh nha. Hôm nay thì khai trương khui cái lô phô giấy đế VIP quý anh chị em, một rễ ha, phục vụ cho quý cô chú anh chị em mình chơi bonsai nghệ thuật nha. Lô này đế sạch và rất là sáng quý cô chú anh chị em. Rồi, anh chào Trinh. Dạ, em chào anh Thái. Dạ, em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh của anh Thái ạ. Hôm nay nhà vườn em có về lô phôi mới, cũng mong quý cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn của em ạ. Số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0939078610 ạ. Em xin lên phôi số 1. Phôi một rễ nghệ thuật quý anh chị em. Tổng chiều cao của phôi là 66. Hoành em đo ngay vị trí này là 17. Sổ đế là 50. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em bao phí vận chuyển toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 2. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 69. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Sổ đế là 55. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 3. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 69. Hoành em đo ngay vị trí này là 18. Sổ đế là 59. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 270k. Em lên phôi số 4. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 54. Hoành em đo ngay vị trí này là 16. Sổ đế là 47. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 5. Phôi một rễ quý anh chị em. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 65. Hoành em đo ngay vị trí này là 17. Sổ đế là 57. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Đế già và rất là sáng quý anh chị. Em lên phôi số 6. Tiếp tục là một rễ cò lắc. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 79. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Sổ đế là 68. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Em lên phôi số 7. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 80. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Hoành em đo ngay vị trí này là 64. Sổ đế là 52. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Nở hậu quý anh chị em. Em lên phôi số 8. Phôi một rễ trực lắc à. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 67. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Sổ đế là 52. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 9. Phôi này trồng đổ quý anh chị. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 79. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 66. Dạ, phôi này cũng có thể làm đổ được luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Một rễ. Em lên phôi số 10. Phôi bay. Tổng chiều bay của phôi em đo được là 76. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 59. Hoành em đo ngay vị trí này là 55. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k.
Em lên phôi số 11. Tiếp tục là một rễ quý anh chị. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 70. Hoành em đo ngay vị trí này là 18. Sổ đế là 60. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 12. Phôi một rễ lực. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 74. Hoành em đo ngay vị trí này là 31. Sổ đế là 66. Dạ, phôi này cũng có thể làm đổ được luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 450k. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Lô này phải nói cái da nó già và nó sạch luôn chị em. Em lên phôi số 13. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 69. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 53. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 280k. Em lên phôi số 14. Phôi một rễ à. Rất là quái à. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 72. Hoành em đo ngay vị trí này là 17. Sổ đế là 63. Hoành em đo ngay vị trí này là 48. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 380k. Em lên phôi số 15. Phôi một rễ à, bay. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 74. Hoành em đo ngay vị trí này là 36. Sổ đế là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 45. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 650k. Em lên phôi số 16. Một rễ nở đế quý anh chị em. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 66. Hoành em đo ngay vị trí này là 15. Sổ đế là 65. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Dạ, phôi này cũng có thể làm đổ được luôn nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 17. Phôi đế đặc quý anh chị. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 82. Hoành em đo ngay vị trí này là 28. Hoành em đo ngay vị trí này là 56. Sổ đế là 54. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Em lên phôi số 18. Một rễ nở đế luôn. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 82. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 63. Hoành em đo ngay vị trí này là 51. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 450k. Vàng hậu rất là đặc quý anh chị em. Em lên phôi số 19. Một rễ luôn. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 68. Hoành em đo ngay vị trí này là 17. Sổ đế là 53. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 20. Phôi rất là to. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 82. Hoành em đo ngay vị trí này là 28. Hoành em đo ngay vị trí này là 75. Sổ đế là 48. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 700k.
Dạ phôi trong quá trình di chuyển nó có va chạm chút xíu, em đã xử lý keo xong rồi nghe quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 21. Tiếp tục là một rãy à. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 68. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Sổ đế là 53. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 22. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 72. Hoành em đo ngay vị trí này là 28. Hoành em đo ngay vị trí này là 57. Sổ đế là 69. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 700k. Dạ phôi này mình cũng có thể trồng đổ được luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ lên giao lưu luôn quý anh chị em. Em lên phôi số 23. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 70. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Sổ đế là 60. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 24. Đế âm đặc. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là... Ủa? Lộn. Dạ em xin đo tổng chiều cao của phôi là 68. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 59. Dạ. Hoành em đo ngay chân vị trí này là 58. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 480k. Đế đặt kẹo với cho em. Em lên phôi số 25. Tổng chiều cao em đo được là 72. Hoành em đo ngay vị trí này là 17. Sổ đế là 65. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 26. Phôi một rễ già quý anh chị em. Trực lắc à. Nở đế. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 70. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 52. Hoành em đo ngay vị trí này là 59. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Nguyên một nồi đế đặc. Em lên phôi số 27. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 69. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Sổ đế là 63. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Một rễ lò xo anh chị em. Dạ phôi này cũng có thể trồng đổ được luôn nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 28. Tay cành giót luôn. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 88. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Hoành em đo ngay vị trí này là 56. Sổ đế là 56. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 29. Phôi một rễ. Nở hậu luôn. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 76. Hoành em đo ngay vị trí này là 24. Sổ đế là 62. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 500k. Em lên phôi số 30. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 75. Hoành em đo ngay vị trí này là 30. Hoành em đo ngay vị trí này là 53. Sổ đế là 52. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 300k.
Em lên phôi số 31. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 75. Hoành em đo ngay vị trí này là 32. Hoành em đo ngay vị trí này là 68. Sổ đế là 44. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 600k. Dạ, phôi này nó có một chút xíu lỗi ở đây, em đã xử lý keo xong rồi nghe quý cô chú anh chị. Trầy da nhẹ quý anh chị. Em lên phôi số 32. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 66. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Sổ đế là 60. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 33. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 59. Hoành em đo ngay vị trí này là 18. Sổ đế là 53. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 34. Tiếp tục là một rễ quý anh chị em. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 65. Hoành em đo ngay vị trí này là 26. Sổ đế là 52. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 400k. Ăn độ với vàng đế à. Đế bỏ chân rất là đẹp. Em lên phôi số 35. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 75. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Sổ đế là 66. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 280k. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 36. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 70. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 79. Hoành em đo ngay vị trí này là 30. Hoành em đo ngay vị trí này là 58. Sổ đế là 50. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 700k. Nồi đế ôm đặt kẹo. Em lên phôi số 37. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 70. Hoành em đo ngay vị trí này là 27. Sổ đế là 57. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 38. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 15. Sổ đế là 52. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 150k. Một rễ quý anh chị. Em lên phôi số 39. Phôi rất là quái à. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 80. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Sổ đế là 79. Hoành em đo ngay vị trí này là 46. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 500k. Em lên phôi số 40. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 76. Hoành em đo ngay vị trí này là 23. Sổ đế là 52. Hoành em đo ngay vị trí này là 60. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Dạ, phôi này nó có một chút xíu lỗi, em đã xử lý keo xong rồi nghe quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 41.
Tổng chiều cao của phôi em đo được là 62. Hoành em đo ngay vị trí này là 15. Sổ đế là 58. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 230k. Em lên phôi số 42. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 68. Hoành em đo ngay vị trí này là 23. Sổ đế là 59. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 43. Nguyên một đẹp bệ đặc quá anh chị. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 75. Hoành em đo ngay vị trí này là 32. Hoành em đo ngay vị trí này là 63. Sổ đế là 52. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 550k. Em lên phôi số 44. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 73. Hoành em đo được ngay vị trí này là 29. Sổ đế là 53. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc nghe quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 45. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 69. Hoành em đo ngay vị trí này là 23. Sổ đế là 54. Hoành em đo ngay vị trí này là 52. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 46. Phôi rất là duyên quý em, một rễ mini à. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 16. Sổ đế là 59. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Chơi được hai mặt tiền ha. Em lên phôi số 47. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 72. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Sổ đế là 53. Hoành em đo ngay vị trí này là 51. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 280k. Ở đây là cái cây hôm hồi nhỏ quý cô chú anh chị, nó đã lành này, không có vấn đề gì hết nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 48. Phôi nó già lên da lưu quý anh chị. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 83. Hoành em đo ngay vị trí này là 32. Hoành em đo ngay vị trí này là 60. Sổ đế là 58. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 550k. Dạ, trong quá trình nó di chuyển á, em bị chạy ở đây chút xíu, em đã xử lý keo xong rồi nghe quý cô chú anh chị, chạy ngoài da thôi à. Em lên phôi số 49. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 69. Hoành em đo ngay vị trí này là 21. Sổ đế là 58. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 230k. Em lên phôi số 50. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 70. Hoành em đo ngay vị trí này là 25. Sổ đế là 51. Hoành em đo ngay vị trí này là 50. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 350k. Em lên phôi số 51. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 73. Hoành em đo ngay vị trí này là 23. Sổ đế là 55. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 52.
Tổng chiều cao của phôi em đo được là 72. Hoành em đo ngay vị trí này là 25. Hoành em đo ngay vị trí này là 63. Sổ đế là 52. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 500k. Em lên phôi số 53. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 62. Hoành em đo ngay vị trí này là 18. Sổ đế là 50. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 180k. Em lên phôi số 54. Phôi rất đẹp luôn chị em, tay cầm ha. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 69. Hoành em đo ngay vị trí này là 28. Hoành em đo ngay vị trí này là 60. Sổ đế là 55. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 450k. Dạ phôi này nó cũng có bị trầy da chút xíu, em đã xử lý keo xong mà nghe quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 55. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 17. Sổ đế là 45. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 56. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 71. Hoành em đo ngay vị trí này là 22. Sổ đế là 56. Hoành em đo ngay vị trí này là 45. Dạ, phôi này em xin giao lưu với giá là 300k. Em lên phôi số 57. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 80. Hoành em đo ngay vị trí này là 19. Sổ đế là 59. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 250k. Em lên phôi số 58. Nguyên một khối đặc luôn. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 70. Hoành em đo ngay vị trí này là 30. Hoành em đo ngay vị trí này là 64. Sổ đế là 49. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 700k. Tất cả em đều bao phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Em lên phôi số 59. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 60. Hoành em đo ngay vị trí này là 18. Sổ đế là 53. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 200k. Em lên phôi số 60. Tổng chiều cao của phôi em đo được là 75. Hoành em đo ngay vị trí này là 30. Sổ đế là 56. Dạ phôi này em xin giao lưu với giá là 450k. Dạ phôi 60 cũng là phôi kết thúc. Em mong quý cô chú anh chị tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn của em ạ. Nhà vườn của em lên clip lúc 17 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Em xin hẹn gặp lại. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Diễm Trinh nha.